quý anh chị và các bạn, chúc cả nhà một năm mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều niềm vui nhé. Anh chị thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong video thứ ba về dự án Vincom Small Royal Park, thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Các video trước thì Tuấn đã chia sẻ về tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh Quảng Trị và tổng quan về dự án. Tuấn đã để đường link của video đó tại hai vị trí để anh chị tiện theo dõi. Vị trí 1 là dưới phần mô tả của video này. Vị trí 2 là bên góc tay phải trên cùng cũng của video này. Anh chị có thể xem lại nếu mình muốn nhé. Quý anh chị thân mến, thì đây là tổng mặt bằng dự án Vincom Shopee Royal Park Quảng Trị. Như chúng ta đã biết thì dự án được chia thành 3 phân khu: phân khu The Park, phân khu Central cuối cùng và cuối cùng là phân khu The Avenue, với các cái phong cách thiết kế lần lượt là tân cổ điển của Pháp, phong cách Hà Lan và cuối cùng là phong cách Hy Lạp. Trong giai đoạn 1 này thì sẽ mở bán phân khu The Park với kiến trúc tân cổ điển của Pháp. Phân khu này thì có lợi thế vô cùng vượt trội, đó là tọa lạc ngay đường Hùng Vương, đối diện trung tâm thương mại Vincom Plaza và hồ điều hòa công viên trung tâm. Phân khu The Park thì gồm 155 căn shop house, 8 căn biệt thự song lập và 1 căn biệt thự đơn lập. Anh chị thân mến, thì anh chị có nhìn thấy rõ cái mặt bằng này không? Để Tuấn zoom in lên cho rõ nhé. Ok. Vâng, đây là phân khu The Park của chúng ta. Thì về chi tiết thì chúng ta sẽ có 5 căn shop house tọa lạc tại mặt đường Hùng Vương. Đây là cung đường huyết mạch của thành phố Đông Hà nói riêng cũng như là tỉnh Quảng Trị nói chung. Như quý chị đã biết rồi, thì với diện tích đất từ 86 đến 112 mét vuông, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng diện tích sàn sử dụng là 270 đến 320 mét vuông, xây dựng 3,5 tầng. Và điều quan trọng là tất cả các cái căn nhìn sang mặt đường Hùng Vương thì đều là những cái căn rất là đẹp và hướng của nó là hướng Tây Nam nhé. Anh chị thân mến, các cái căn từ đường Phú Gia 209 đến Phú Gia 236 thì có hướng Đông Nam nhìn sang vườn cảnh quan. Các căn Phú Gia 301 đến Phú Gia 330 thì là hướng Tây Bắc, tức là hướng ngược lại, thì nhìn sang vườn cảnh quan, và với diện tích từ 75 đến 129 mét vuông đất, xây dựng 3,5 tầng và dự kiến bàn giao vào tháng 8 năm 2023. Và đây đây chính là khu có cái diện tích lớn nhất, đó là khu biệt thự song lập, biệt thự đơn lập có hướng Tây Bắc tại Phú Gia 3, với diện tích đất từ 205 mét vuông đất đến 330 mét vuông, thì view thẳng ra công viên trung tâm và hồ điều hòa rất là đẹp. Có thể khẳng định luôn rằng đây là dự án Vincom Shop House duy nhất của tập đoàn Vingroup trên toàn bộ Việt Nam. Đến thời điểm này có một cái hệ thống cảnh quan, quy mô cảnh quan, hệ thống tiện ích như như một dự án lớn của Vinhome. Thật sự rất là tuyệt vời khi mà sống và kinh doanh tại một dự án có thương hiệu, tiện ích đầy đủ, cơ sở hạ tầng thông minh và đồng bộ. Và điều đặc biệt là được quản lý rất là tuyệt vời và kinh doanh có hiệu quả với thương hiệu Vincom Retail đang quản lý và vận hành trên 80 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Quý anh chị thân mến, khi mà nhắc đến các cái sản phẩm của tập đoàn Vingroup thì chúng ta không thể bỏ qua cái chính sách bán hàng. Thì tại Vincom Shophouse Pháp thì đang có một cái chính sách bán hàng mà Tuấn nghĩ rằng nó rất là vượt trội trong thời gian gần đây, hay nói đúng hơn là trong thời gian từ cuối quý 4 năm 2021, đầu quý 1 năm 2022. Thì khi chính sách thì rất là dài, nhưng mà Tuấn đã tóm lược ngắn gọn để cho anh chị tiện theo dõi. Thì khi mà chúng ta đầu tư một căn shophouse ở đây thì sẽ được tặng một voucher ô tô VinFast trị giá 200 triệu đồng. Và cái voucher này thì mình sẽ được mua cả 3 dòng xe, thậm chí là mua cả xe điện của VinFast. Thứ hai nữa là được tặng 1% giá trị shop
trước VAT và kinh phí bảo trì nếu quý anh chị không nhận bảo lãnh ngân hàng. Về phương án thanh toán thì tại dự án Royal Park Quảng Trị thì cũng giống như các dự án khác của Vingroup thì chúng ta sẽ lựa chọn một trong ba phương án như sau. Phương án thứ nhất đó là ngân hàng sẽ hỗ trợ 70% giá trị shop house với lãi suất 0% trong vòng 12 tháng. Phương án thứ hai là nếu mà mình thanh toán sớm từng đợt thì sẽ được chiết khấu là 8% một năm trên số tiền thanh toán sớm nhân với số ngày thanh toán sớm. Bùi Tuấn xin phép được nhấn mạnh là 8% một năm dòng tiền trên số tiền thanh toán sớm nhân với số ngày thanh toán sớm quý anh chị nhé. Và phương án thứ ba cũng là phương án cuối cùng, đó là chúng ta có nhu cầu thanh toán luôn 100% giá trị shop house trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán thì chúng ta sẽ được chiết khấu là 9,5% một năm nhân với số tiền thanh toán sớm nhân với số ngày thanh toán sớm. Và dự kiến thời gian ký hợp đồng mua bán là vào tháng 8 năm 2025 nay, tức là tháng 8 năm 2022, nghĩa là chúng ta sẽ còn 7 tháng nữa. Về tiến độ thanh toán thì như anh chị đang nhìn thấy ở trên màn hình thì chúng ta sẽ trong vòng 45 ngày kể từ ngày chúng ta ký thỏa thuận ký quỹ thì chúng ta sẽ đóng 20% giá bán trước VAT. Thì dự kiến tháng 8 năm 2025 nay chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán tại một trong bốn địa chỉ như sau. Thì đối với các anh chị muốn ký tại Quảng Trị, đối với các nhà đầu tư tại tỉnh nhà cũng như là các nhà đầu tư khu vực xung quanh tỉnh Quảng Trị như Quảng Bình, Thừa Thiên Huế thì chúng ta sẽ ký tại phòng họp Opera 1, tầng 1 khách sạn Sài Gòn Đông Hà, số 1 Bùi Thị Xuân. Tại Hà Nội thì chúng ta sẽ ký tại tầng 2, trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên, Sài Đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ ký tại tầng 3, trung tâm thương mại Vincom Megamall Thảo Điền ở quận 9 và bây giờ là thành phố Thủ Đức. Tại Hải Phòng thì chúng ta sẽ ký tầng 1, Clubhouse Vinhome Imperia Hải Phòng, số 1 đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Và có một điều rất là may mắn là trong quá trình làm việc của mình thì tất cả những cái địa chỉ này thì Tuấn đã hơn một lần được đến đây rồi. Thế nên là cái việc mà Tuấn hỗ trợ anh chị khi mà ký hợp đồng mua bán, các cái thủ tục mua bán tại đây thì có lẽ là cũng sẽ thuận tiện hơn. Quý anh chị thân mến, thì dự án tính đến ngày 26 tháng 1 năm 2005 nay thì đã ra hàng một số quỹ căn tại phân khu The Park. Để cập nhật chi tiết và được hỗ trợ nhiều hơn, anh chị vui lòng liên hệ hotline 0987 907 165. Và anh chị cũng đừng quên sự hào phóng của mình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới like video này nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin chúc tất cả chúng ta một năm mới thật nhiều niềm vui nhé. Và còn bây giờ, một lần nữa xin chào, xin hẹn gặp lại trong các video lần sau hoặc tại dự án quý anh chị nhé.